phục kích trước quán nhậu để phát hiện người uống bia rượu tham gia giao thông. Cảnh sát giao thông trinh sát trước quán nhậu, phát hiện các đệ tử Lưu Linh rời quán bằng phương tiện xe máy, ô tô có biểu hiện say xỉn liền thông báo cho tổ tuần tra gần đó đo nồng độ cồn. Khoảng 19h45 phút ngày 20 tháng 3, đội CSGTTT Công an thành phố Bà Rịa, Vũng Tàu cử trinh sát hóa trang đến trước các quán nhậu trên địa bàn nhằm phát hiện và xử lý đệ tử Lưu Linh vi phạm nồng độ cồn. Lúc này, tổ tuần tra kiểm soát lập chốt ngay gần ngã tư Nguyễn Văn Hưởng, Võ Thị Sáu, P. Long Tâm, thành phố Bà Rịa thì nhận thông tin qua bộ đàm từ tổ hóa trang trinh sát thông báo ô tô bác sĩ 72E-001 do một nam tài xế đã sử dụng bia rời quán trên đường Võ Thị Sáu chở theo khách chạy về hướng Nguyễn Văn Hưởng. Tiếp nhận thông tin, Trung úy Cảnh sát Giao thông Phạm Quốc Dần cùng một cán bộ cảnh sát trật tự liền lên xe mô tô đặc chủng chạy đến ngã tư Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Hưởng thì phát hiện ô tô trên liền ra hiệu lệnh dừng phương tiện để đo nồng độ cồn. Lái xe tên P.V.D, 32 tuổi, ngụ thành phố Bà Rịa, thổi vào máy đo nồng độ cồn, kết quả là 0,243 mg, lít khí thở. Trong quá trình làm việc với lực lượng CSGTTT Công an thành phố Bà Rịa, lái xe ô tô trên liên tục gọi điện thoại nhờ giải cứu, nhưng bất thành, sau đó thì không ký vào biên bản vi phạm hành chính. Liên tục sau đó, tổ hóa trang trinh sát đã thông báo cho tổ tuần tra kiểm soát nhiều lái xe ô tô. Xe máy rời quán nhậu đã uống bia rượu đều bị lực lượng tuần tra đuổi theo ra hiệu lệnh dừng xe đo nồng độ cồn. Lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ thêm 3 ô tô và gần 10 xe máy do các lái xe vi phạm nồng độ cồn, trong đó có người vi phạm là phụ nữ. Có trường hợp, khi làm việc với tổ tuần tra kiểm soát, người vi phạm nồng độ cồn còn ngủ tại chỗ trong khi bị lập biên bản. Đó là anh L.C.T, 39 tuổi, ngụ Hát, Long Điền, điều khiển xe máy bác sĩ 72E1008, vi phạm nồng độ cồn là 0,559 mg, lít khí thở. Khi làm việc với lực lượng chức năng, anh T gọi điện thoại cho người khác cầu cứu, không được thì ngồi trên vỉa hè và vô tư, ngáy ngủ. Sau đó, anh T không ký vào biên bản vi phạm hành chính về nồng độ cồn mà ra ngã tư Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Hưởng tiếp tục ngủ. Gần 23 giờ cùng ngày, lực lượng cảnh sát giao thông đã đến ngã tư gọi anh T dậy để về nhà.